Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Du A Qua. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình thả cá trong một bể thủy sinh mới setup. Như cái bể thủy sinh này thì mình mới setup được khoảng 1 tuần. Hiện tại mình đang thả vào đây một số loại cá với mục đích là kiểm tra chất lượng nước và dọn dẹp một số cái loại rêu, loại tảo mới phát sinh trong bể thủy sinh. Đó là cá mún. Thì loại cá này thì ngoài nó có giá thành rất là rẻ và cái sức sống của nó cũng khá là cao. Thường thì các bạn khi mà mới setup xong một bể thủy sinh thì tâm lý lúc nào cũng muốn thả những cái loại cá đẹp nhất, những loại cá đàn như là nê ông hoặc là sóc đầu đỏ. Nhưng mà đấy là cái sai lầm lớn nhất. Các bạn nên lựa chọn những cái loại cá có cái sức sống cao hơn và có những cái tác dụng dọn bể tốt hơn để mình kiểm tra chất lượng nước của bể trước. Rồi khi mà mình thả những cái con cá mún này, nó có thể là sống khỏe được trong bể của mình tầm khoảng 1 tuần thì mình bắt đầu mình mới đi mua những cái loại cá thủy sinh và mình thả vào. Ngoài cá mún ra thì mình có thể kết hợp thêm một số những cái loại tép nhỏ như tép loạn màu hoặc là tép suối. Nó cũng có tác dụng là dọn dẹp những cái cặn bẩn mà nó bám ở trên lá hoặc là bám trên đá, giúp cho bể thủy sinh của mình trở nên sạch sẽ hơn và những cái rêu hại cũng ít có khả năng phát triển hơn, giúp cho cây cối phát triển một cách tốt nhất, bể thủy sinh của các bạn đạt được cái yêu cầu thẩm mỹ cao nhất. Cá mún thì nó là một dòng cá nhỏ màu đỏ. Đây các bạn xem, đuôi thì có thể là nó có chấm đen. Có nhiều dòng cá mún nó người nó đỏ hết. Dòng cá này nó sinh sản rất là nhiều. Người ta thả ở trong những cái bể ngoài trời chỉ một vài tháng thôi, nó đẻ kín bể luôn. Thế nên giá thành của nó cực kỳ rẻ, chỉ từ 2-3 nghìn một con thôi. Có thể là bạn mua số lượng lớn nó còn rẻ hơn nữa. Nhưng ưu điểm thì là như vậy. Nhưng khuyết điểm thì các bạn cũng nên quan tâm, đó là bọn này ấy, nó đi ăn những cái chất cặn bẩn ở trong bể nên là nó ị ra khá là nhiều mà phân của nó rất là dài. Đối với những người kỹ tính, người ta nhìn thấy như vậy, người ta thấy là rất là bẩn. Và thường thì mình chỉ test nước thời gian đầu thôi, còn về sau khi mà cảm thấy chất lượng nước ổn rồi, mình sẽ bắt bọn này ra và mình thay vào đó là những cái loại cá thủy sinh đẹp hơn. Như vậy thì giúp cho chúng ta tránh được những thiệt hại về quân số và giúp cho một cái bể thủy sinh phát triển tốt nhất. Bể này thì mình cũng đã test mún được khoảng 1 tuần rồi, quân số cũng thiệt hại khá nhiều, nhưng đến giờ thì mình cảm thấy là chúng rất là khỏe, nên là mình sẽ thả một số loại cá như nê ông để cho chiếc bể của mình trở nên lung linh hơn. Và bây giờ mình sẽ cùng thả cá, các bạn cùng xem nhé. Đây các bạn ơi, mình đã chuẩn bị sẵn một túi cá nê ông và chuẩn bị thả vào cái bể cá mình vừa mới giới thiệu. Thì khi mà mình mua một túi cá về ở cửa hàng thì họ sẽ đóng cho mình có sẵn oxy túi căng phồng như thế này, và mình sẽ bắt đầu làm các thao tác thả cá sao cho phù hợp nhất. Các bạn cùng theo dõi nhé. Trước khi thả cá thì mình giới thiệu cho các bạn đây là một loại cá nê ông. Đây là nê ông thường, thì hầu như là các bạn chơi thủy sinh đều biết loại cá nê ông này thì thường có tác dụng là trang trí bể thủy sinh thôi. Nhưng mà cái ánh sáng của nó khi mà nó tương phản với một cái bể thủy sinh ấy, nó sẽ tạo thành một cái vẹt xanh rất là đẹp. Ở trong túi này thì thường mình nhìn nó sẽ nhạt hơn khi mà mình bắt ở cái quán thủy sinh về, bởi vì là sắc tố da của con cá nó cũng sẽ thay đổi theo cái môi trường, nên các bạn đừng lo lắng nhé. Khi mà mình thả ra một vài phút thôi, chúng sẽ trở lại cái màu sắc xanh đẹp như các bạn đã thấy. Cá nê ông thường này thì hầu như tất cả các cửa hàng cá cảnh nào người ta cũng bán, giá thành của nó cũng không quá cao, chỉ dao động từ khoảng 12-15 nghìn một cặp thôi. Loại này thì khi mà nó sống khỏe, nó bơi theo đàn thì nó tạo ra một sự cuốn hút cực kỳ lớn cho bể thủy sinh. Hầu như là ai chơi bể thủy sinh cũng đều phải kết hợp cá nê ông này
thì mới tạo được một cái điểm nhấn cho cái bể cá của bạn. Tập tính của cá neon thì chúng sống theo bầy đàn, nhiệt độ dao động thì tầm 24 đến 28 độ là nhiệt độ tốt nhất cho bọn nó. Trước khi thả thì các bạn nên chú ý một số vấn đề sau. Bể cá của mình với lại nước ở trong cái túi ở cửa hàng mình mang về ấy, thì thường là sẽ có một cái sự chênh lệch nhiệt độ. Các bạn hiểu một vài độ thôi nhưng cũng sẽ rất quan trọng. Cái sự chênh lệch nhiệt độ đấy có thể là sẽ khiến cho con cá của bạn chết ngay khi bạn vừa thả ra. Nên tại sao mình thường khuyến cáo các bạn nên ngâm một cái túi cá khi mình mua về khoảng 2 đến 30 phút để cho cái nhiệt độ của trong túi cá mình mua về và nhiệt độ bể cá của mình nó được trung hòa. Khi đó mình mở túi ra mình thả từ từ. Còn một số cái lưu ý nữa khi mà mình thả cá trong bể thủy tinh, đấy là cái lượng CO2 mình cung cấp vào bể mình cũng phải để ý. Ví dụ như là thường một cái bể ghét 2 của mình sẽ cho về đây khoảng 3 giọt một giây CO2. Nhưng mà đối với những con cá mà mình vừa mua về ở hàng ấy, nó cái lượng oxy ở trong bể dưỡng nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với bể cá thủy tinh. Thế nên là mình khuyến cáo người chơi nên tắt CO2 trước khi thả cá. Có máy sủi hoặc là có lọc váng thì cứ cho sủi oxy mạnh lên để cho cái lượng oxy ở trong bể cá của mình nó dồi dào nhất có thể, tránh trường hợp là con cá khi mà vừa thả ra nó thiếu oxy và nó bị choáng và có thể nó chết ngay khi mà mình mới thả. Nếu các bạn mà không ngâm và thả ra ngay, cũng như kiểu mình hiện tại mình đang ở một cái mùa hè nóng bức ấy, mà có ai đó ném mình ra Bắc Cực chẳng hạn, là mình sốc và mình chết ngay, thì cái đấy thì rất là đơn giản, các bạn có thể tự suy nghĩ ra thôi. Bây giờ mình sẽ thả những con cá này ra nhé. Những con cá này mình vừa rồi mình đã ngâm được 30 phút rồi các bạn. Bây giờ là lúc mình thả nó ra nhé. Mình mở túi từ từ, cho nước ở trong bể cá hòa vào trong túi và dốc nhẹ đáy túi lên, cứ nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy đấy, màu sắc của con cá sẽ dần hồi phục lại khi mà mình thả vào một cái bể. Vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thả cá trong một bể thủy sinh vừa mới set up để sao cho con cá có một cái sức khỏe tốt nhất và tránh thiệt hại về con số nhất cho các bạn. Các bạn có thắc mắc gì về cách thả cá hoặc là những câu hỏi liên quan đến thủy sinh có thể là đặt câu hỏi trực tiếp dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại.